Theo yêu cầu của một số anh em thì muốn nghe nhạc mạnh mạnh một chút trên cái cặp loa Beoler S570. Thì hôm nay em làm một cái clip này thì để test cho anh em về cái độ uy lực của cái cặp loa Beoler S570. Mời quý vị cùng nghe. Uy lực quý vị nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em ở video sau.